Chương một người bán thịt dê xiên nướng, khu chợ nông sản phía tây thành phố Trung Hải, ồn ào và náo nhiệt, xe cộ qua lại tấp nập. Vào lúc trạng vảng có rất nhiều đồ ăn được bày bán, nước bẩn tràn lan khắp nơi. Có đủ loại mặt hàng và các chiêu trò được bày ra tại đây. Thì thoảng mới thấy có căn nhà với ánh đèn mờ mịt phát ra từ cửa của một nhà công nhân hay sinh viên nào đó vừa tan ca về, còn lại là đủ loại màu sắc. Người đi đường cũng mệt mỏi, vội vã, khiến cho bầu trời dường như tối hơn. Có lẽ ở một thành phố mang tầm cỡ quốc tế thì việc xuất hiện một khu như thế này đúng là đáng xấu hổ, nên những người khá giả và giàu có luôn thấy nơi này bẩn thỉu và thầm hy vọng nó không tồn tại nữa. Ở một quầy gần ngã bốn có một gã nhìn trông rất nhàn rỗi, nhưng có vẻ cũng không làm khu phố sáng sủa lên được bao nhiêu. Đây là một thanh niên trẻ tuổi bán thịt dê xiên nướng, đeo tạp dề màu trắng, quần áo trên người chỗ nào cũng dính đầy dầu mỡ nhớp nháp phía dưới là chiếc quần cộc màu cà phê, đeo một đôi dép lê nhựa màu lam, người thanh niên có chút lôi thôi, nhưng có một gương mặt khá tuấn tú, nếu nhìn kỹ còn có chút hơi hướng của vẻ bất cần nhân thế. Nhưng những cô gái qua lại cũng chẳng có mấy ai liếc nhìn hắn, bởi lẽ hắn chỉ là một tên bán thịt dê xiên nướng, người thanh niên đem mấy sâu thịt dê vừa nướng để qua một bên. Trời nóng, nướng thì dễ chứ bán được thì hơi khó. Tuy rằng năm hào tương đương 1.700 VND, một sâu đã là rất rẻ rồi, nhưng cả ngày cũng chỉ bán được khoảng mười mấy tệ, vừa đủ ăn hai bữa cơm, thế nhưng trên mặt người thanh niên lại chẳng tỏ về gì phiền muộn cả, còn có chút thản nhiên và thỏa mãn nữa, hắn ngả người ra ghế, nhìn hình ảnh tấp nập trước mắt. Những cảnh tượng như này với hắn dường như là những phong cảnh tuyệt mỹ thì phải. Lão Lý, hai hôm trước ông hứa hôm nay sẽ trả tiền, một giọng nói khàn khàn chợt vang lên bên tai có ba thanh niên bạm trợn khoảng 20 tê bước đến, cách ăn mặc thì chả khác gì lưu manh, đầu vuốt reo dựng đứng, mũi sỏ khuyên tay bạc, quần bò mài thủng lộ chỗ, gương mặt gầy gò, miệng phì phèo điếu thuốc. Lão Lý là người bán đồ ăn vặt ngồi ngay bên cạnh người trẻ tuổi, cũng giống hắn, trời nóng nên ế ẩm, đang ngồi ủ rũ ở đó. Cái này, vẻ mặt lão Lý đau khổ, thiếu ra, cậu thông cảm, trời nóng nên tôi cũng chẳng bán được, làm sao có tiền đây tôi nói lão lý đừng thấy tôi hiền mà lấn tới nhé nếu không phải có đỉnh ca bao che cho ông thì cái sập này của ông đã sớm bị dẹp bỏ rồi một tên đi theo hùng hồn nói tên được gọi là đỉnh ca có vẻ rất đắc ý nhếch miệng lên ra vẻ tự đại sấn lại phía lão lý hôm nay ông không đưa phí bảo kê cũng được đưa cũng được nhưng bằng mọi giá tôi phải cầm được tiền nếu không tôi phá nát cái sập thối tha này của ông nói xong gã cầm hai cái xúc xích lên gặm mấy nhát còn có một nửa rồi vứt xuống đất, lão Lý không biết phải làm sao, đành xoay sở tìm mấy đồng bạc lẻ, nghĩ xem nên đưa ra thế nào, đó là tiền mua thuốc cho bà Lý, ông làm sao nhẫn tâm biếu cho bọn du côn vô lại này, tôi trả thay cho ông ta, một người bán thịt dê xiên nướng đột ngột xuất hiện, lấy ra mấy đồng tiền mặt nhăn nhúm, tính ra cũng trả đến trăm tệ, đưa ra xong hắn lạnh nhạt nói, chỉ có từng này thôi, lão Lý tuổi cao lại đang cần tiền các người cũng nên tích chút đức mới phải, tên côn đồ hiếp mắt, cười ha ha, giờ tay giật lấy mớ tiền rồi đưa cho tên phía sau, dương thần, đến ngươi còn muốn làm người tốt à, phí bảo kê của ngươi ngươi cũng chưa nộp đâu, dương thần nhíu mày, trong lòng khẽ thở dài, mấy tên tiểu tử này không lo học hành nghiêm túc, suốt ngày lo đàn đúng lưu manh, nhưng hắn cũng không phải là cha của bọn chúng, nên cũng chẳng thể nói gì được. Cũng không muốn gây chuyện nên lãnh đạm nói, mai ngày mai tôi đưa được ta vẫn chẳng phải cạn tình cạn nghĩa mọi người cùng hợp tác là được ta bảo kê cho các người kinh doanh các người đưa tiền cho ta hoàn toàn chính đáng ngày mai ta lại đến thu nói xong tên côn đồ dẫn theo hai tên đệ tử minh ngang đi đến các hàng bán rong khác lúc này hốc mắt lão lý sớm đã đỏ hoe chua xót nhìn dương thần tiểu dương cậu có tội tình gì mà phải giúp tôi trả tiền cho bọn chó săn ấy trong lòng tôi thấy áy náy quá lão lý Ông đừng nói như vậy, khi tôi mới đến đây, cái gì cũng còn mới lạ, nếu không có ông thì tôi làm sao được như bây giờ. Tôi nửa coi ông là bạn, nửa là ân nhân, đương nhiên tôi phải báo đáp ông, cái tên tiểu tử này, cậu nói gì thế, lão Lý biết không lay chuyển được Dương Thần, đành yên lặng thở dài, Dương Thần lơ đánh cười, hắn cười rất nhẹ, cũng rất thực, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi sự xào trá vừa rồi, đúng rồi, bà Lý bị bệnh ra sao? Lão Lý tràn đầy cảm kích đáp, nhờ có số tiền hôm trước cậu cho mượn để làm phẫu thuật, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, chỉ cần để ý một chút sẽ bình phục thôi. Ồ, vậy là tốt rồi, chúc bà ấy sớm bình phục, Dương Thần hài lòng gật đầu. Lão Lý cười khổ, "Tiểu Dương, tiền cậu cho tôi mượn tôi nhất định sẽ trả, nếu tôi chết đi mà chưa trả hết thì con gái tôi sẽ thay tôi trả." "Ôi, nếu không phải vì tôi thì với hơn 100.000 cậu đã có thể mở được hẳn một cửa hàng tử tế rồi." đâu cần phải ở đây bán thịt dê xiên nướng, lại còn phải chịu đựng bọn lưu manh đó. Dương thần biểu môi, tôi lại thích cuộc sống như thế này, bán thịt dê xiên nướng có gì là xấu, đơn giản mà vẫn có tiền sống qua ngày. Cậu đúng là, lão Lý có chút buồn bực nói, cậu cũng đã 23 rồi, ở tuổi này nếu không có bằng đại học thì cũng phải cố gắng hướng về phía trước, cậu hiện tại đến bạn gái cũng không có, chẳng lẽ cậu cứ bán thịt dê nướng mãi sao? cậu không lo mà tôi thấy lo thay cho cậu đấy thấy lão lý thực lòng lo cho mình dương thần thấy có chút chua sót không phải do hắn không vội mà là hắn cố xua ý nghĩ đó đi sau khi màn đêm buông xuống dương thần thu dọn quầy đẩy xe về lại cái nhà trọ rách nát của mình đây là một cái nhà chẳng biết được xây từ đời nào mỗi tháng chỉ mất một trăm tệ tiền trọ cũng bởi chẳng có ai thèm ở nên giá mới rẻ như vậy dương thần lại chẳng giống người khác sợ ở nơi tồi tàn thấy rẻ vậy liền dọn qua ở luôn. Trong phòng dương thần bài trí rất đơn giản, hầu như đều là đồ cũ nhặt được ngoài đường, giường, tủ, và một chiếc tivi chỉ có thể xem được đài trung ương, đem quầy hàng đầy vào phía sau. Dương thần nhìn lịch treo trên tường, chợt nhớ ra cái gì đó, vội chạy vào WC, chưa đến 5 phút sau, được tẩy rửa qua làn nước lạnh, dương thần ra khỏi WC, ra hắn hiện rõ vẻ khỏe mạnh, đường cong cân đối, các cơ cũng rất rắn chắc. Nếu quan sát cẩn thận có thể thấy rõ một vẻ đẹp nam tinh rắn chắc, đi đến cái tủ gỗ nơi đầu giường, dương thần chán nản nắm mớ tóc ướt rối, nhìn vào đống quần áo hỗn độn bên trong, lấy ra một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, một cái quần bò màu bạc, và vẫn sỏ đôi dép lê nhựa cũ, ra cửa dương thần đi thẳng đến chỗ phùn hoa nhất của khu phố, cũng là nơi ra hồn nhất của chốn rách nát này, nơi được gọi là phố rượu, cuộc sống xa hoa trụy lạc về đêm, đủ mọi sắc màu đủ loại váy áo sặc sỡ, mùi nước hoa nồng nặc. Vừa tiến vào phố rượu, không khí dường như thay đổi hẳn, dương thần cũng không giống các gương mặt trẻ khác. Lộ liễu nhìn ngắm các cô gái chân dài váy ngắn đến chảy cả nước rãi, mà lập tức đi tới quán rượu có tên Rose. Ánh đèn điện từ bảng hiệu của quán cũng không quá chói mắt, quán rượu cũng toát ra chút hơi thở của sự mờ ám, xung quanh đóa hoa hồng lớn treo trên bảng hiệu lập lòe ánh đèn, vào đến quán rượu, theo thói quen dương thần đi dọc quầy, chui vào góc ngồi. Anh thần, anh tới rồi à? Một người pha chế rượu trẻ tuổi mặc bộ may ô màu đen nhìn thấy dương thần liền mỉm cười, đưa một ly nước đến nói. Chị Sắc Vi chờ anh rất lâu rồi. Dương thần mỉm cười đón lấy ly nước, uống một ngụm, chị Sắc Vi sẽ không giận chứ. Tôi về nhà hơi muộn nên đến chậm, không giận, không giận đâu, tiểu triệu tròn môi đáp lại, ánh mắt như đang cười nói với Dương thần, anh thần, có thời gian dành anh dạy em anh dùng thủ đoạn gì mà có thể nắm giữ được chị sắc vi của em vậy? Nam nhân ở thành phố Trung Hải này đều xếp hàng thành dãy dài để chờ được bà chủ quán rượu để mắt tới. Vậy mà bao nhiêu năm chị sắc vi chẳng thèm ngó ngàng đến ai? Thế mà bây giờ suốt ngày chỉ hỏi em là anh đến chưa? Hôm nay đã hỏi em những 5,6 lần rồi. Đừng nói bậy, anh và chị sắc vi không phải như em nghĩ đâu. Dương thần thản nhiên nói, tiểu triệu biểu môi, đánh chết em cũng không tin đâu sau đó vẻ mặt lại thổn thức anh thần anh thật sự giỏi lắm nha có thể thu phục được bà chủ quán rượu sắc nước hương trời mà người đàn ông nào cũng khát khao có được vậy mà chị ấy lúc nào cũng chỉ nhắc đến anh khó khăn lắm mới đến đây một lần anh đừng để người ta buồn đấy phải ăn nói sao cho vừa lòng chị ấy mới được đang lúc tiểu triệu thao thao bất tuyệt thì một bộ dạng quyến rũ mà nghiêm nghị xuất hiện kèm theo tiếng nói không kém phần mềm mỏng mà đanh thép Tiểu triệu, tiền lương của em có thể bị mấy câu nói đó mà giảm bớt mấy phần đó. Tiểu triệu giật mình, vội vàng đứng dậy, vơ vịt rót rượu, như thể chưa hề nói gì. Nhưng mồ hôi chán lại toát ra nhễ nhại, rõ ràng là đang lo lắng lắm. Một dáng người mặc bộ sườn xám màu sao trồi hiện ra, thân hình vô cùng quyến rũ, vòng ngực, vòng eo và mông đều rất chuẩn. Làn tóc bồng bềnh, như một bức tranh hoàn hảo hiện ra trước mặt dương thần, dương thần mỉm cười không hề xấu hổ đối diện với nữ nhân, chân thành nói, chị Sắc Vi thật xinh đẹp, chúc chị sinh nhật vui vẻ. chương 2, tìm gái thì phải trả tiền, thấy được khen khuôn mặt Sắc Vi hơi đỏ lên, vành môi xinh khẽ cắn vào nhau bối rối, có chút oán trách nói, xinh đẹp mà có ích gì, có một số người lâu lâu mới đến một lần, lại còn đến muộn nữa, đối mặt với một mỹ nhân yêu kiều như vậy. Trong lòng Dương Thần liền trào lên một cảm giác thèm khát, đặc biệt Cô còn đang nhìn thẳng vào hắn, không hề có vẻ gì là sẽ từ chối hắn cả, nhưng rất nhanh phần thiện trong con người dương thần đã hiện lên chân áp, lấy lại vẻ bình thường, cười nói, tôi không uống rượu, cũng không dành cách nói chuyện với phụ nữ, hơn nữa mỗi ngày phải bán hàng, thực sự cũng mệt, ánh mắt của sắc vi có phần u ám trừng lên nhìn dương thần, đừng nói với tôi mấy cái đạo lý đó, bày bán gì. Một cái sạp dê nướng thì có gì mà bày với trả bán, mệt đến chết mà tiền trả kiếm được bao nhiêu? Nếu cậu muốn kiếm tiền thế thì qua đây làm bảo mẫu cho tôi đi. Mỗi tháng tôi trả cậu cao hơn bán thịt dê nướng gấp trăm lần." Dương Thần cười khổ nói, "Chị Sắc Vi, làm gì có đàn ông nào lại đi làm bảo mẫu chứ? Nói với cậu không biết bao lần, mà cứ chị Sắc Vi, chị Sắc Vi, bộ tôi già lắm sao?" Sắc Vi lại trừng mắt nhìn Dương Thần, dáng vẻ còn có chút làm nũng nói, dương thần đành phải nhượng bộ được rồi sắc vi hiện tại công việc của tôi vẫn rất ổn tạm thời tôi không có ý định tìm việc làm sắc vi vẫn chưa chịu thôi lại nói nếu cậu không chịu làm bảo mẫu cho tôi vậy làm vệ sĩ cũng được hoặc là đến đây làm chủ quán rượu cũng tốt dù sao tôi cũng chỉ thi thoảng mới tới còn bình thường chẳng có ai quản lý cả nghe thấy vậy dương thần cảm động đương nhiên hắn biết cô gái này thực lòng quan tâm đến mình nhưng hắn có lập trường của riêng hắn. Ngày đầu gặp sắc vi hắn đã quyết định không thể có mối quan hệ quá sâu sắc với người phụ nữ này thôi. Sắc vi ạ, à, tôi thấy bán thịt dê xiên nướng cũng rất tốt, ở chợ cũng có nhiều người tốt mà. Dương thần cúi đầu uống nước, không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Sắc vi thấy bộ dạng bướng bỉnh vậy của Dương thần liền bực mình lầm bầm, cậu phải làm người đàn ông của tôi mới phải. Cô không biết rằng đến cô cũng nghe cô rõ câu nói này. Nhưng Dương Thần lại nghe được rất rõ, có điều hắn giả vờ như không hề nghe thấy. Tuy rằng khuôn mặt và dáng người cô ở trong quán rượu tranh sáng tranh tối này vẫn kiều diễm thướt tha, nhưng lúc đầu Sắc Vi mới xuất hiện, dù có người nhìn thấy cũng chỉ dám liếc qua chứ không ai dám nhìn lâu. Có khách tò mò hỏi xung quanh Sắc Vi là ai thì nhận được câu trả lời, lo mà uống rượu của ngươi, đừng đâm đầu vào chỗ chết. Sắc Vi có chút cảm giác thất bại, ngồi bên cạnh Dương Thần, cô rót cho hắn một ly whisky sau đó lại tự rót cho mình một lý, nhìn hắn oán trách, đổ cứng đầu, tôi biết cậu bướng bỉnh, không chịu ở bên cạnh tôi. Nhưng hôm nay sinh nhật tôi, dù thế nào cậu cũng phải uống với tôi một ly chứ. Dương thần do dự, hắn thật sự không phải là không biết uống rượu, mà là mỗi khi uống vào thì sẽ khiến đầu óc hắn nghĩ linh tinh, lại nhớ đến nhiều chuyện hắn không muốn nhớ tới, cho nên hắn cần bình tĩnh. Mà cồn với hắn cũng là chất độc hại, được, nhưng chỉ một ly này thôi đấy dương thần không muốn làm sắc vi thất vọng đau khổ cho nên đành uống vậy chỉ một ly thôi chắc không sao đâu sắc vi quả nhiên tươi tỉnh hẳn lên mỉm cười rạng rỡ trong ánh đèn mờ ảo khuôn mặt cô hiện lên giống như ngôi sao rực rỡ khiến trong lòng dương thần lại run lên cạn chạm ly xong dương thần không chút do dự nốc cạn chất cồn lạnh lẽo ấy sắc vi cười khanh khách đột nhiên cơ thể nhuyến về phía trước nép vào ngực dương thần nói với vẻ u buồn cậu biết không đã hơn 10 năm rồi tôi không làm sinh nhật. Tuy rằng hôm nay không có nến, không có bánh cũng chẳng có quà, nhưng có một nam nhân phong tình như vậy cùng ly cùng tôi cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Đứng trước một nữ nhân có thân hình hoàn hảo như vậy, lúc này Dương Thần cảm thấy có một luồng điện chạy qua khi nơi đùi hắn có một bàn tay vuốt ve, mang lại cảm giác kích thích cực độ. Hơi cúi đầu sắc vi nhướn lên để lộ rãnh của chiếc sườn sáng ra sức sấn vào dương thần với đường cong tuyệt mỹ tấn công mãnh liệt vào hormone của dương thần đàn ông mà gần phụ nữ thì đương nhiên sẽ có cảm giác nhất là khi tiếp xúc trực tiếp thế này đương nhiên khi cảm giác tăng cao thì chứng tỏ người đàn ông đó càng có hứng thú với nữ nhân này hơn đúng lúc dương thần cố gắng kiềm chế phản ứng của mình thì sắc vi ngẩng lên nhìn hắn cười được rồi chàng trai của ta xem ra vốn của cậu rất hùng hậu mà dương thần cười khổ đương nhiên hắn biết sắc vi ám chỉ điều gì không ngờ khi ở cạnh hắn cô cũng để ý đến vậy tôi thấy cậu sớm đã ngồi không yên rồi tôi đi chiêu đãi khách khác đây nếu cậu không muốn nán lại nữa thì đi đi sắc vi liền đứng dậy tiến về phía khách khứa khách đến uống rượu sớm đã biết bà chủ quán có sắc đẹp mê người nhưng cũng không dám quá lỗ mãng cũng nghe được ít nhiều rằng thân thế của người phụ nữ này không hề đơn giản cho nên khi sắc vi đi đến chào hỏi bọn họ ai cũng tỏ ra khá thoải mái trên thực tế tuy vẻ mặt sắc vi luôn tươi cười, nhưng cũng rất có khí chất, đủ để đám đàn ông này thấy e dè, không dám đùa cợt hay làm gì quá đáng, sợ sẽ bị mất mặt, sắc vi đi rồi dương thần mới thở phào, lại âm thầm lắc đầu. Bản thân hắn từ khi về nước nửa năm nay đã thay đổi rất nhiều, nếu là trước đây thì đối diện với một sắc vi như vậy, chưa cần nàng lên tiếng hắn đã ném nàng lên giường rồi, mọi chuyện còn lại để sau háng tính. Nhưng hiện tại hắn không thể làm thế, sắc vi bây giờ có thể coi là đệ nhất mỹ nhân ở trung hải trong lòng dương thần vẫn rất đáng được tôn trọng tuy rằng chỉ uống một ly rượu nhỏ nhưng chất cồn bắt đầu quấy phá đại não của dương thần hắn thấy mình dường như đã bị rượu điều khiển chính vì thế mà hắn không dám uống rượu nhiều vì cứ uống vào là đầu óc lại nghĩ linh tinh chỉ mình hắn biết điều này tuy nhiên hắn vẫn hiên ngang dương thần thấy nên giải phóng chút cảm xúc bằng không sẽ nguy mất tất nhiên không thể tìm sắc vi được sẽ nảy sinh thêm quan hệ rắc rối. Khi hắn muốn thoát ra sẽ rất khó khăn, uống thêm một cốc nước nữa hắn liền rời khỏi quán rượu Rose. Lúc hắn rời đi ánh mắt của Sắc Vi có chút buồn bã, ra khỏi quán rượu Dương Thần liền quan sát xung quanh, rồi lại bước vào một quán rượu khác. Ở đây tuy rằng không thiếu con mồi, nhưng túi tiền của Dương Thần lại không đủ để trả, với cuộc sống của người bình thường, tìm gái đương nhiên phải trả tiền. chương 3, cô gái chủ động, sau khi đi vào quán rượu nhỏ dương thần hiểu hắn đã tìm đến đúng chỗ bên trong quán rượu chỉ có một ánh đèn mờ mờ trong góc đang có một đôi kề vai ấp má quấn chặt lấy nhau cất lên những chàng cười dâm dục kích thích dương thần vừa bước được mấy bước thì một cô gái đẹp như tranh vẽ phía dưới mặc một chiếc váy màu đen ngắn tiến lại tay cầm chén rượu nghiêm ngả bước đi anh chàng đẹp trai mời tôi uống một chén chứ âm thanh của cô rất ngọt đủ để làm tan chảy người đối diện bởi vì lâu rồi chưa uống rượu nên người dương thần bắt đầu nóng lên liền kéo lấy tay của cô gái cô gái cười khanh khách phóng đãng ôi anh chàng bảnh bao đáng ghét vừa thấy đã kéo tay người ta rồi tôi mà có làm sao thì anh phải bồi thường đấy miệng vừa nói tay cô đã bá lấy cổ của dương thần dương thần cười nhếch miệng vậy là cô gái này ít nhiều cũng có hứng thú với mình nhẹ nhàng và khéo léo dương thần đẩy cô gái ra tôi không có hứng thú với mấy mụ heo cái say rượu nổi hứng làm tình, dường như đầu óc còn chút tỉnh táo. Người phụ nữ nghe thấy bị nói là heo cách liền nổi sung, hung hăng quăng chén rượu xuống đất, tên tiểu tử thối, chán sống rồi sao? Nói xong nổi giận đùng đùng đi đến một góc cả đám người ngồi đó uống rượu, dương thần đột nhiên có chút khoái cảm ác ý. Lâu lắm rồi hắn không đến những nơi này và giao thiệp với những con người này. Hôm nay mượn men rượu, phải xả một chút mới được đi đến chỗ có mấy ly vodka, Dương Thần uống một hơi cạn sạch, một luồng khí nóng bỏng bắt đầu bốc lên trong cơ thể Dương Thần, ánh mắt hắn trở nên hương phấn khác thường, cô gái xinh đẹp kia cũng không hề hay biết, đang tiếp 7,8 người đàn ông bên này. Dương Thần vừa uống xong ly rượu liền tiến đến, người phụ nữ liền ôm lấy cánh tay của một tên đầu chọc đại hán nhìn dữ tợn, chỉ vào Dương Thần kêu to. Tên này khi nãy đã chửi tôi, giúp tôi đánh chết hắn đi đại hán thấy thân thể dương thần có vẻ mảnh khảnh liền tỏ vẻ khinh thường, khoát tay ra hiệu cho hai tên tay sai tiến đến giao huấn dương thần. Hai tên hung hăng tiến đến, cũng chẳng đợi dương thần lên tiếng, liền tung nắm đấm ra, dương thần chẳng thèm để ý, thần sắc bình tĩnh lạ thường, khi hai bàn tay vừa giơ lên, hắn đã giơ hai ngón tay lên chạm nhẹ vào chúng. Ôi, hai tên tay sai của đại hán cùng kêu lên thản thiết, ngã nhào ra mặt đất, ôm lấy cánh tay không ngừng lăn lộn, cảnh tượng này phát sinh ở quán rượu nhỏ này có vẻ kỳ dị. Tuy là ở đây thường xuyên xảy ra đánh lộn, nhưng cho tới giờ chưa ai thấy nhóm của tên chọc đầu kinh ngạc như vậy. Rất nhiều người tò mò hướng về phía dương thần, tên đầu chọc gặp sự việc bất ngờ, không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nhìn ánh mắt thản nhiên của dương thần, rồi ngồi xuống giơ một cánh tay của thuộc hạ lên xem xét. Không xem thì thôi, sau khi xem mồ hôi của hắn ta bỗng toát ra như tắm mấy tên tay sai phía sau thấy anh em mình bị đánh bắt đầu chửi bới loạn lên nhưng chưa kịp động thù đã bị tên đầu chọc giơ tay ra cản lại không giải thích tên đầu chọc đứng lên cung kính nói với dương thần đại ca anh đại lượng lần này huynh đệ tôi đắc tội với anh sau này có gì cần chỉ cần anh nói một tiếng chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ sau này chúng ta còn gặp lại nhau nói xong tên đầu chọc kéo đám đồ đệ đang chẳng hiểu gì lôi cả hai tên đang kêu gào ầm ĩ ra khỏi quán rượu, người phụ nữ kia không thể tin nổi, liền đi khỏi quán rượu, vẫn không ngừng chửi rủa làm sao để cô hết giận đây, tên đầu chọc trừng mắt nhìn người phụ nữ, rồi lại quay sang bọn đệ tử nói, người ta chỉ giơ tay ra đã khiến hai cánh tay của lão ngũ lão lục bị gãy, các người nghĩ các ngươi có thể đánh thắng được hắn sao, mấy người lập tức xìu xuống, vừa rồi hai ngón tay nhẹ nhàng như không, nhưng lại có uy lực vô cùng lớn thật ra là cao thủ phương nào, mấy người bắt đầu quay sang nịnh bợ tên đầu chọc, nói cái gì đại ca nói phải là phải, tên đầu chọc cũng cô để ý tới mấy tên a du nịnh hót, mà gã nhìn vào phía quán rượu, cũng chẳng biết là nghĩ cái gì, cùng lúc đó dương thần ở trong quán rượu vẫn tỏ vẻ như chả có chuyện gì, từ trong góc đi ra, vừa đi vừa tính toán xem đi đâu. Tìm mùi, bởi vì vừa rồi Dương Thần đánh gục tay sai của tên đầu chọc nên đám người xung quanh cả trai lẫn gái đều sợ sệt nhìn hắn. Có mấy cô em nhìn về phía Dương Thần câu kéo, nhưng không thấy hắn nhìn lại nên cũng thôi không dám đi ra nữa. Khi Dương Thần ngồi xuống ghế thì chợt phát hiện phía góc xa có một cô gái trẻ ngồi đó, chỉ nhìn thoáng qua thôi mà ánh mắt Dương Thần đã nóng cháy lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc đen buông xuống tận thảm, một thân hình màu trắng được chiếc váy bao trọn đường cong, giống như ngọn sóng dịu dàng. Bước tới gần Dương Thần cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cô cô hình như cũng đã say giơ bàn tay nõn nà ra cầm lấy ly rượu thân thể gục xuống bên sofa cơ thể hiện rõ từng đường cong tuyệt mỹ dương thần đi đến trước mặt nâng tay của cô lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa ra thì thấy một cơ thể nồng nặc mùi rượu và một gương mặt đỏ ửng dương thần kinh ngạc sắc đẹp của người phụ nữ này còn đẹp hơn sắc vi mấy lần cho dù gương mặt kia đang say rượu nên có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không bị mất đi vẻ kiều diễm vô cùng đối diện với cô gái này bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ bị quyên rũ tuy nhiên với tư thế này của cô khiến dương thần cảm thấy bực bội một người như vậy mà đến đây làm gái sao mà nếu không phải là gái tiếp rượu sao lại cùng đám đàn ông uống say như chết thế này hơn nữa vẻ mặt còn nóng bừng nữa cô gái dường như đã say đến chẳng còn biết gì chẳng chờ dương thần kịp nói gì cô ôm lấy cổ dương thần giơ đôi môi mọc đỏ lên nhưng bởi vì không còn tỉnh táo nữa nên đôi môi của cô chỉ chạm được vào má của dương thần rồi lại trượt xuống dương thần bị đôi môi mềm mại kích thích khiến cả người nóng ran thấy thiêu nữ xinh đẹp ở trước mặt thân hình lại đẹp đến mê người liền tính toán sẽ cùng với cô một đêm còn nghĩ nhiều thế làm gì dùng sức ôm lấy cô vào lòng thân thể cô mềm oạt ra hắn hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng ối cô gái rên khẽ một tiếng như thể trách dương thần lỗ mãng nhưng rồi cũng hưng phấn đáp lại Chương 4, phản ứng của mỹ nữ, khi ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng của Dương Thần, hắn có chút mơ hồ lay lay thái dương, đang định đứng lên thì chợt cảm thấy có cái gì đó mềm mềm đang quấn lấy mình, lập tức tỉnh lại. Dương Thần cúi xuống nhìn, quả nhiên là đêm qua hắn đã mang cô gái uống say kia về nhà, giờ phút này cô như một đóa sen trắng tinh khiết đang bám lấy hông mình, chiếc khăn tắm đã tuột xuống từ bao giờ để lộ đôi hoa nhũ tuyệt đẹp đang cọ ép vào đùi hắn thân thể nhẵn mịn nõn nà đang quấn lấy phần thân dưới của hắn, đầu đó một vài chỗ còn lưu lại vài tia dấu vết của cuộc hoan lạc đêm qua, nhìn cô ngủ say trông thật khờ dại và thuần khiết khiến Dương Thần không khỏi thở dài, trong số những người phụ nữ hắn đã từng gặp cô tuyệt đối nằm trong hàng ngũ ba đệ nhất mỹ nhân, đang lúc Dương Thần chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật trời ban thì ánh mắt chợt liếc đến chiếc chăn đơn nơi cuối giường, không ngờ có một vệt máu hồng, trong lòng bỗng rối loạn dương thần cau mày nhìn nữ nhân có chút bất ngờ đương nhiên vệt máu này không thể là của hắn được có điều hắn không nghĩ mỹ nữ điên cuồng đêm qua không ngờ vẫn còn là gái trinh nghĩ lại mọi chuyện một chút hắn đã hiểu ra đêm qua nữ nhân chủ động và phóng túng rất có thể là đã bị tên đầu chọc bỏ thuốc vào rượu nếu không phải bị hắn đánh chạy mất thì cô gái báu vật này đã trở thành con mồi của bọn chúng đêm qua rồi cũng tại hôm qua hắn đã uống rượu nên không nhận ra sự điên cuồng lạ thường ấy đang lúc Dương Thần còn ngồi trên giường nghĩ xem nên xử lý như thế nào thì cô gái đang nằm sấp trên người hắn bỗng cửa quậy tỉnh. Cô gái hơi mê man mở hai mắt ra, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Dương Thần đang thản nhiên nhìn mình, người đàn ông trước mặt nhìn rất xa lạ, nhưng lại cảm thấy quen thuộc. Mắt, gũi, miệng và thậm chí cả hơi thở đều thấy rất gần gũi. Trong đầu hiện lên đứt quãng những việc đêm qua, cô rất nhanh đã hiểu được vấn đề sau khi dương thần biết cô không phải là gái bán thân thì rất ngạc nhiên không biết cô sẽ phản ứng như thế nào hết ầm lên đánh chửi báo cảnh sát hay là nói hắn lừa đảo nếu thế dương thần chẳng có gì phải áy náy cả cô muốn làm gì thì tùy cô nếu không phải tại cô tự chui đầu vào cái hang sói đó thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi nhưng cô lại tỏ ra rất bình tĩnh cô chậm rãi ngồi dậy rồi thản nhiên đứng lên sau khi tấm khăn tắm tuột ra để lộ một tấm thân như viên ngọc sáng khiến cho hô hấp của dương thần muốn đông cứng lại trên thân thể cô đôi chỗ còn lưu lại dấu vết của dương thần cô gái tuyệt nhiên không xấu hổ đi xuống giường thấy vẻ lạnh lùng bình tĩnh ấy khiến trong lòng dương thần đột nhiên có chút áp lực hắn hít sâu một hơi nói rất xin lỗi cô gái đang mặc quần áo nghe thấy ba chữ ấy thoáng dừng lại một chút nhưng không đáp cũng chẳng xoay người lại tiếp tục mặc quần áo Dương thần cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng thấy nặng nề như bị đá đè. Lâu lắm rồi hắn không có cảm giác tội lỗi với phụ nữ. Phụ nữ lâu nay đối với hắn chỉ là một thứ thuốc xoa dịu sự khó chịu bức bối, căn bản chẳng có tác dụng gì về tinh thần. Đột nhiên sau một đêm điên cuồng với người phụ nữ này xong hắn lại tràn đầy cảm giác áy náy. Dương thần hoài nghi có phải do đầu óc hắn lâu quá rồi chưa thả lỏng nên mới thế không, chưa đến 5 phút sau cô gái đã mặc xong quần áo, chỉnh sửa lại dung nhan một chút, rồi chẳng nói tiếng nào, bước ra phía cửa, dương thần thấy cô nửa câu cũng không nói đã bước đi, không kìm nổi lên tiếng, cô có biết đường không? Có cần tôi đưa đi không? Cô gái cũng chẳng dừng lại, cố tình đi tiếp ra phía cửa, còn tiện tay đóng cửa lại, dương thần kinh ngạc nhìn cánh cửa bị đóng lại, không khỏi cười miếu máu, cô gái này đúng là đặc biệt, có thể bình tĩnh dậy. Mặc quần áo rồi ra khỏi nhà của Dương Thần nhưng lúc dương thần định ra khỏi giường thì chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở vọng lại từ phía ngoài có vẻ như cô đang khóc nhưng không muốn hắn nghe thấy đáng tiếc cô không biết là tai của dương thần đặc biệt hơn hẳn người thường cho nên vẫn có thể nghe được nghĩ tới vừa rồi cô gái cô nén nước mắt mà dương thần càng cảm thấy áy náy hơn thử ra chốc lát dương thần nhớ ra mình còn phải đi bán thịt dê xiên nướng tuy chỉ là một sạp nhỏ nhưng ngay từ đầu hắn đã thích như thế có kiếm được tiền hay không cũng chẳng sao đẩy chiếc xe nhỏ đi vào quầy hàng của mình và bắt đầu nhóm lò lão lý ở bên cạnh dương thần cười tiểu dương à hôm nay đi muộn nhé có phải hôm qua có hẹn không trong lòng dương thần thầm nói hẹn hò thì cô có nhưng có lên giường nhưng ngoài miệng thì thản nhiên trả lời đâu có đâu bác đừng suy nghĩ linh tinh cháu ngủ quên thôi lão lý cười ha hả có vài phần thỏa mãn nói tinh tinh nhà tôi thực tập xong đã về nhà rồi hôm qua còn nhắc tôi phải nhớ đến ân tình của cậu đấy nếu không có cậu thì tôi không có tiền chữa bệnh cho bà nhà còn cho tinh tinh đi thực tập nữa tất cả đều nhờ có cậu con gái lão lý là lý tinh tinh được hai ông bà già cưng chiều hết mực tốt nghiệp đại học xong liền đi thực tập hai tháng nay vừa về nhà dương thần có gặp cô hai lần thuộc dạng con gái vùng sông nước nam giang điển hình tuy nhiên đó là con gái của bằng hữu hắn nên hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều ha ha, ân huệ gì chứ, sau này nếu tôi không có cơm ăn, cho tôi vết nồi là được rồi, dương thần đùa. Được được, lão Lý đột nhiên gật đầu, cậu không nói tôi quên bánh đi mất, vợ tôi và Tinh Tinh đều nói phải mời cậu đến nhà ăn cơm để cảm ơn cậu mới được. Hay để tối nay nhé, thôi, không cần đâu, nhà bác cũng phải cố lắm mới đủ ăn, còn mời cháu ăn cơm làm cái gì, lão Lý có chút giả vờ giận nói. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, đáng bao nhiêu đâu cơm rau dưa thôi, tiểu dương không được chê chứ, dương thần bất đắc dĩ, không lay chuyển được lão lý, bèn gật đầu chấp thuận. Lúc này mặt mày lão lý mới hớn hở hẳn lên, đúng lúc này thì bọn lưu manh lại kéo đến, nhìn thấy dương thần và lão lý, tên đi đầu cười nham hiểm. chương 5, tôi ghét nhất điều gì, dương thần, số tiền hôm qua bảo anh chuẩn bị đã chuẩn bị chưa? Mấy anh em đang chờ sớm lấy tiền đi ăn uống nhậu nhẹt đấy, Trần Phong xoay xoay chiếc vòng bạc trên tay, cười quái dị hỏi, lão ly nóng này, chắn trước người dương thần kêu lên, Trần Phong, các ngươi đừng ức hiếp người quá đáng, cứ coi như bố ngươi Trần Lão Đại là lão đại của khu này, nhưng ngươi có tư cách gì thu tiền bảo kê? Trần Lão Đại đã nói rồi, không mở cửa hàng không phải đóng tiền bảo kê, ngươi tưởng bọn ta không biết hả, bố của Trần Phong, Trần Đức Hải là một trong những thủ lĩnh xã hội đen cả khu phía Tây đều biết bằng không trần phong đã không kiêng nể gì đi thu phí bảo kê khắp nơi như thế. lúc nghe lão lý mang bố mình ra dọa, mắt trần phong có một tia lạnh lùng. lão già, lão là cây thá gì? lão cho rằng nhắc đến bố ta thì ta sợ chắc. đó là bố ta, không phải con cháu ngươi. ta thu tiền bảo kê là nể mặt các người rồi. rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả? ngươi, lão lý nói xong cũng mới biết mình thiếu chút nữa là đắc tội với trần lão đại dù sao người ta cũng là cha con, mình là cây thả gì. Thế nhưng giọng điệu này nuốt không trôi, lão đang định nói giúp vài câu thì lại bị dương thần phía sau kéo lại, dương thần cau mày, sờ sờ chán vẻ đau đầu, kéo lão lý lại, thản nhiên nói với Trần Phong, anh tên là Trần Phong đúng không, tôi gọi anh một tiếng anh Phong, anh đừng chuyện bé xé ra to, tôi cũng không muốn phiền toái, nhưng hôm nay không có tiền, mấy hôm nữa sẽ đưa anh, anh cứ về trước đi một tên lâu la cười ha hả ai ra anh phong tên tiểu tử này tưởng hắn là lão đại chắc bảo chúng ta quay về là chúng ta quay về sao mấy tên côn đồ khác cũng cười ha hả theo thậm chí còn đòi đem tên tiểu tử này đi dạy cho một bài học trần phong cũng dường như xem được vở kịch hài nhất thế gian nhưng trong lòng lại tức giận lời nói của dương thần bèn cười nham hiểm nói dương thần có giỏi thì nói lại lần nữa ngươi có tin ta sẽ cắt lưỡi ngươi không nói cho cùng hắn đã lộ ra ý tàn nhẫn, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt xương thần trở nên có chút lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phong nói: "Anh biết con người tôi ghét nhất cái gì không?" "Cái?" Không đợi Trần Phong hỏi xong, Trần Phong đã đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bay lên không trung ngay lập tức, đồng thời là một cơn đau ở vùng bụng, bịch, một cái, cơ thể hắn bay vào đống rác ven đường, rau quả, lá cây, thịt cá thừa dính đầy người quần áo dính đầy nước thiêu thối. Con người tôi ghét nhất là bị uy hiếp, như thể là thuận tay đẩy một cái. Dương thần đứng ở chỗ Trần Phong đứng lúc nãy, thu hồi lại bàn tay vừa vươn ra. Trần Phong bị đầy một phát thất điên bát đảo, trong mũi, miệng đầy mùi máu tươi, lại thêm mùi rác hôi thối khiến hắn nôn khan. Tiểu tử thối, dám đánh anh Phong, không muốn sống nữa à, đánh chết nó đi, mấy tên du côn còn chưa hiểu gì, chỉ thấy đại ca bị đánh liền ý đông hiếp ít, không nghĩ nhiều là Dương Thần đánh thế nào, xông lên đấm đá loạn xạ như ong vỡ tổ, Dương Thần chẳng buồn nhìn, mặc kệ quyền cước của bọn chúng ra sao, đều chỉ dùng tay tiếp trường đầy ra ven đường, bọn côn đồ chỉ cảm thấy tay chân mình bị một lực cực mạnh hất ra sau, cơ thể bị hất bay lên ra ngoài, rồi đụng vào mặt đất xi măng cứng, đau đến mức kêu rên ầm ĩ, cả bọn nhìn Dương Thần đến nửa sợi tóc cũng không bị tổn hại, rốt cuộc cũng biết là đánh không lại đến tên Trần Phong vừa bò lên từ đống rác cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn đã từng thấy thủ đoạn của mấy tên đặc trùng binh đã giải ngũ của bố hắn, mấy người họ đều là kim bài của bố hắn. Đánh nhau lấy một chấp người vẫn rất nhẹ nhàng cũng là mấy người đó, nhưng cũng chưa nhìn thấy ai mạnh đến vậy, nhanh như vậy, ngay mắt đã quăng năm, sáu người lên giống như quăng chó quăng mèo. Mấy tên côn đồ này tuy chưa luyện qua võ công, nhưng cũng là từ nhỏ đến lớn ngày nào cũng đánh nhau người bình thường làm sao có thể đánh lại được đi trần phong tuy tức đến ngứa răng nhưng không thể giữ sĩ diện nữa lúc này nhìn thần sắc bình tĩnh trên mặt Dương thần hắn sợ như thấy quỷ cuống quýt gọi bọn tay chân chạy mất dạng lão lý và vài người vây quanh xem thấy thân thủ của dương thần đều khoái chí hô to mấy tên côn đồ mọi ngày quen thói ngang ngạnh những người bán hàng rong đều sợ chúng hôm nay dương thần cho bọn chúng một bài học nhưng họ cũng không dám quá thân thiết với dương thần Họ không sợ Trần Phong, nhưng sợ bố của hắn Trần Đức Hải đến hỏi tội Dương Thần, họ lo sẽ bị liên lụy. Lão Lý vô cùng kích động: "Tiểu Dương, tôi không nghĩ cậu thân thủ lợi hại như vậy, trước kia cậu có phải từng học võ không?" "Vâng, cũng học qua một chút." Dương Thần cũng không muốn nói nhiều. Thực ra nếu không vì Trần Phong hiếp người quá đáng, chạm vào điều tối kỵ của hắn thì đánh chết, hắn cũng không muốn động thủ ở nơi phố xá sầm bất này. Thế nhưng hắn đã nói với Trần Phong: hắn có nguyên tắc của hắn ghét nhất là bị uy hiếp cái nguyên tắc kỳ lạ này cho dù hắn muốn cuộc sống khiêm nhường đến đâu cũng không thay đổi được bởi vì hắn có sự tôn nghiêm của một nam nhi mạnh mẽ lão lý thấy dương thần không nói nhiều cũng không hỏi thêm nữa bắt đầu lo lắng nói tiểu dương à giờ cậu xem trần phong bị đánh về sẽ gọi bố hắn trần đức hải đến cậu phải làm sao bây giờ trần đức hải là một trong hai bang lớn ở khu phía tây là nhân vật quan trọng trong hội tây minh cả khu này không ai dám gây hấn với hắn đâu hội tây minh ư dương thần lơ đánh cười cười đột nhiên nhìn lão lý hỏi có thuốc lá không lão lý nhìn bộ dạng lơ đánh của dương thần cũng chỉ biết lo lắng nghe hắn hỏi thuốc bất giác cười khổ hỏi tiểu tử không phải cậu nói là cai thuốc sao thôi không bỏ nữa đánh người xong không có thuốc tôi không quen dương thần trong lòng im lặng thở dài không ngờ trần đức hải là người của hội tây minh Vốn không định liên quan gì đến những người này, vẫn không muốn tiếp xúc nhiều hơn với Sắc Vi, không ngờ bản thân lại chui vào lò lửa rồi. Lão Lý rút trong túi ra một bao hoa lan một tệ rưỡi, đốt cho Dương Thần một điếu, người nghèo hút thuốc cũng mua loại rẻ nhất. Thuốc này mạnh, cậu hút tạm vậy. Dương Thần hút một hơi, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, nhếch miệng cười nói: "Chà, không tồi, tôi thích loại mạnh, người trẻ tuổi vẫn nên hút ít thôi, có hại cho sức khỏe lão Lý tốt bụng cười khuyên hắn dương thần khẽ cười trong lòng lại tự nhủ hút thuốc nếu có hại vậy tôi luyện võ công bao năm nay là phí hoài rồi sau khi hai người nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu bận bịu việc buôn bán dương thần cũng đem thịt dê xiên nướng ra nướng miệng còn ngậm một xiên coi như là bữa sáng tuy công việc này sẽ bẩn hết người nhưng làm được xiên thịt ngon thi thoảng hắn lại cười cười với những người bán hàng rong xung quanh một lúc sau từ xa một chiếc xe cảnh sát đi đến một vị cảnh quan mặc sơ mi trắng và hai cảnh sát nhảy xuống, mặt nghiêm túc đi đến cạnh Dương Thần, vị cảnh quan lạnh lùng hỏi: "Ngươi là Dương Thần?" Chương 6, chọc giận, khi cảnh sát vừa xuất hiện, dân chúng xung quanh đã vây lại xem, châu đầu ghé tai nhau bàn luận xem Dương Thần có gặp xui xẻo hay không. "Phải, gà tôi." Dương Thần nghi hoặc ngẩng đầu lên, không hiểu vì sao cảnh sát lại tới tìm mình, chẳng lẽ lãnh đạo trong nước đã phát hiện ra mình? "Không phải chứ?" nếu đúng vậy thì bọn người được phái tới phải là quân đặc trùng cơ mật và phải đột kích ban đêm mới đúng không thể là ba tên dân cảnh nhỏ bé được cảnh sát đưa thẻ ra xác minh lạnh lùng cao ngạo nói tôi là cảnh sát đồn khu phía tây đại đội trưởng phùng biêu có người tố cáo anh ẩu đả mưu sát đám thanh niên giờ mời anh lập tức theo tôi về đồn cảnh sát để điều tra thì ra là vậy dương thần giật mình xem ra cái tên trần phong kia bị đánh bỏ chạy đầu óc lệch lạc rồi xã hội đen lại tìm cảnh sát đến làm việc, lão Lý đứng bên cạnh nóng này bước lên giải thích, đồng chí cảnh sát, các anh bắt nhầm người rồi, là do Trần Phong và bọn côn đồ đến đòi tiền bảo kê, dương thần chỉ tự vệ thôi, hừ, có bắt nhầm hay không chúng tôi sẽ khắc điều tra rõ. Chỉ biết con trai của ông chủ Trần bị đánh hộp máu, vậy mà cậu lại không bị xây sát tí nào, Phùng Biêu nói xong, không thèm để ý lão Lý. Phất tay ra hiệu cho hai cảnh sát kia tiến lên khống chế Dương Thần dương thần cũng không chống cự sau khi bị còng tay cũng chỉ khẽ thở dài nói với lão lý đừng lo lắng tôi không làm gì sai sạp thịt dê này ông trông giúp tôi một lát nếu trời tối tôi chưa về thì đẩy về nhà giúp tôi nhé đừng nhiều lời đi mau phùng biêu lạnh lùng nói lão lý còn muốn nói gì đó nhưng biết là không thể giúp được chỉ biết thở dài nhìn dương thần bị cảnh sát dẫn đi đợi đám người phùng biêu đưa dương thần đi rồi đám người bán hàng rong mới bắt đầu chửi ầm lên, chẳng qua là cảnh sát và đám thủ lĩnh xã hội đen cấu kết với nhau làm việc xấu. Quan phỉ một nhà mà thôi, nhưng những lời này cũng không dám nói trước mặt cảnh sát, bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát. Dương thần lập tức bị kéo vào thẩm vấn trong một căn phòng cực kỳ nghiêm túc. Hắn tò mò nhìn quanh, thật tình, trước giờ hắn không ít lần vào đồn cảnh sát, nhưng với thân phận của phạm nhân thì đây là lần đầu. Phùng Biêu bảo hai gã cảnh sát cao to đi vào nhà sau hừ mũi cười lạnh vài tiếng, xem ra ngươi còn nhàn nhã nhỉ, còn có thời gian dành nhìn xung quanh, đợi lát nữa ta quay lại xem ngươi còn như vậy được không, nói xong hắn đóng cửa sắt, dầm, một cái rồi bỏ ra ngoài, dương thần lơ đễnh ngồi xuống, bình tĩnh, hòa nhã nhìn hai tên cảnh sát ngồi xuống trước mặt mình, bọn họ giống như hồ dinh mùi vậy, một tên cảnh sát dâu rậm bắt đầu đặt câu hỏi, họ tên. Dương thần giới tính, nam, dương thần phối hợp trả lời trên mặt ẩn nụ cười. Tuổi 24 quê quán, Trung Hải, sau một loạt các câu hỏi đơn giản nhưng phiền phức, Dương Thần vẫn ung dung bình thản, trả lời không nhanh không chậm, dù là câu hỏi ngu ngốc nữa cũng vui vẻ trả lời. Ngược lại, hai tên cảnh sát bắt đầu bực bội, dù sao bọn họ cũng nhận lệnh phùng biêu tìm lý do dạy cho Dương Thần bài học, nhưng Dương Thần lại ngoan ngoãn phối hợp vậy, làm sao để kiếm cớ cho hắn nếm mùi đau khổ đây, rốt cục một tên cảnh sát khác ra ngăm ngăm đen nghĩ ra một cách, hỏi, hôm nay ở chợ ngươi đã đánh sáu thanh niên khác. Có chuyện này không? Không phải tôi ẩu đả với bọn họ, là bọn họ muốn thu tiền bảo kê, là do họ gây sự trước. Tôi có quyền tự vệ, Dương Thần trả lời. Bọn họ có thu tiền bảo kê hay không không biết, nhưng là ngươi ra tay trước đúng không? Tên cảnh sát dâu rậm nhe răng cười độc ác hỏi, Dương Thần khẽ gật đầu, phải nhưng tôi cho rằng tôi không có lỗi cùng lắm thì tôi có thể theo họ ra tòa tên cảnh sát mặt đen khinh thường lẩm bẩm vài tiếng chìa ra một biên bản chỉ vào phần ký tên nói còn ra tòa nữa chỉ là tên bán thịt dê xiên nướng viết tên ngươi vào trong này nhận tội và bồi thường cho người bị hại dương thần nhìn lướt qua đúng là một tờ biên bản nhận tội đã được chuẩn bị sẵn các tội danh được thêm vào đủ để hắn ngồi tù nửa đời dương thần vẽ mặt nghiền ngẫm cười nhạt nói anh cảnh sát, tờ biên bản này tôi nghĩ cũng là bất hợp pháp, còn chưa kể sao đột nhiên lại thêm vào nhiều tội danh đến thế, tên cảnh sát mặt đen đập mạnh bàn, ngươi nghi ngờ ư, cho rằng chúng ta muốn hãm hại ngươi. Ngươi không biết ngươi đang ở đâu ư, tôi chỉ nói thật, Dương Thần Lòng hiểu rõ hai người này quyết tâm vu cho mình phạm tội, bất giác trong mắt xuất hiện vài tia lạnh lẽo, hai tên cảnh sát đương nhiên biết Dương Thần sẽ không ký biên bản này là người bình thường chỉ cần biết chữ sẽ không vô duyên vô cớ tự đưa mình vào tù nửa đời. Lý do dùng biên bản này chỉ có một, rõ ràng muốn chọc giận dương thần. Bọn chúng đã làm được, tiểu tử, người không phối hợp điều tra, có biết hậu quả là gì không? Tên dâu rộng đứng dậy, chậm rãi đi đến sau lưng dương thần, hai nắm tay vặn vào nhau kêu răng rắc, dương thần đưa mắt nhìn camera trong phòng, xem xét màn hình ở đây. Chỉ có mình chống đối cảnh sát mà sự tình sau đó người ngoài sẽ không biết được. Cứ cho là biết thì sự việc trong đồn cảnh sát không dễ dàng truyền ra được, xem ra trên thế giới này đâu đâu cũng có loại cảnh sát phẩm chất kém vậy, tôi không biết tôi sẽ có hậu quả gì, nhưng còn hai anh, chắc chắn cũng không tưởng tượng được hậu quả, dương thần nhìn như không thèm để ý, quay đầu nhe răng cười với tên cảnh sát rậm râu, người muốn chết hả, thấy dương thần cuối cùng đã buông ra lời mạo phạm đến cảnh sát, tên râu rậm giơ tay định nắm lấy cổ áo dương thần tay kia nắm lại chuẩn bị nện xuống, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, tay tên dâu dậm đấm vào khoảng không, chỉ thấy dương thần từ chỗ ngồi đã đứng lên, giơ tay tóm cổ áo tên dâu dậm. Anh muốn làm như vậy, dương thần cười gian, nện một quyền vào bụng tên dâu rậm chỉ thấy tên dâu dậm toàn thân co lại, cuộn mình ngã xuống mặt đất co giật, tên cảnh sát mặt đen giận dữ đứng lên, ngươi dám đánh cảnh sát, nói xong liền rút khẩu súng lục bên hông ra, nhắm ngay dương thần dương thần không để ý đến cái họng súng đen xỉ kia chạy đến nhanh như chớp nháy mắt đã đến sau lưng tên mặt đen ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cánh tay hắn cánh tay đó lập tức như bị điện giật run mạnh khẩu súng lục trên tay rơi xuống đất tên cảnh sát mặt đen chưa kịp phản ứng liền cảm thấy sau cổ run lên một hồi sau đó liền ngất đi dương thần nhặt tờ biên bản phi pháp trên bàn cười khẩy nói xem ra thủ đoạn này các ngươi cũng hay dùng không biết là bị tiết lộ ra ngoài thì sẽ ra sao đây? chương 7, Cục trưởng Cảnh Hoa, nghe Dương Thần nói sẽ công bố bằng chứng, điều này xem như đã làm cảnh sát dâu rậm tỉnh ra, mồ hôi túa ra lạnh toát. Mày, mày dám sao, mày có biết mình đã đắc tội với ai không? Chính là con trai của Trần Lão Gia đấy, người của Trần Lão Gia có thể giết 18 đời nhà mày đấy, dâu rậm ngầm giết lên, khắp người đau nhức khiến lão ta không thể đứng vững sắc mặt dương thần trở nên lạnh lùng, lại là trần lão gia. Các người đúng là một lũ khôn kiếp, các người đều không biết, bản lão gia vốn ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp dọa nát, nói, xong hắn tiến về phía trước cho dâu rậm một cước, đòn này làm cho lão bất tỉnh nhân sự. Dừng lại, trong thoáng chốc, cánh cửa sắt của phòng thẩm tra bật tung, có bóng của một người lướt vào phòng, dừng tay, một giọng nói trong trẻo mà nghiêm khắc vang lên bên tai, dương thần nghi ngờ quay đầu lại, vừa nhìn thấy người thì mắt sáng lên đó là một cô nữ cảnh sát tư tế hiên ngang tóc để ngang vai đôi mắt long lanh như nước mùa thu chiếc mũi sọc dừa đôi môi kiều diễm đánh một chút son màu hồng nhạt một khuôn mắt đẹp hoàn hảo như của một minh tinh nổi tiếng người nhật bản hay hàn quốc nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ cảm nhận được chất anh thư toát lên từ bên trong còn đẹp hơn mấy lần so với mấy ngôi sao kia xem ra không thua kém chút nào so với tịnh lệ cảnh hoa nhưng Dương Thần lại tiếp tục nhìn thấy quân hàm trên vai của nữ cảnh sát, rõ ràng là có đính hai bông hoa bốn cánh, đây là dấu hiệu của cảnh sát điều tra. Trong chốc lát Dương Thần hiểu rằng nữ cảnh sát xinh đẹp như minh tinh điện ảnh này chính là cục trưởng cục cảnh sát khu vực phía Tây, là một cán bộ cấp cục trưởng của nước Hoa Hạ, lúc này trong lòng thái nhiên rất bồn chồn vừa mới họp xong, vụ cướp ngân hàng gần đây nhất ở khu vực phía Tây khiến cô đau đầu. Lại nghe nói có lệnh triệu tập trong phòng thẩm tra của cục cảnh sát bất ngờ có người tình nghi mắc tội tấn công cảnh sát rõ ràng là xem thường quyền uy của cô đây mà chắp hai tay ra sau đầu úp mặt vào tường thái nhiên chỉ tay vào dương thần hét lớn dương thần đánh giá ngược xuôi một lát trong lòng cảm thấy bộ đồng phục quả nhiên là đồ tốt chả trách có bao nhiêu người lựa chọn để cho các đồng nghiệp nữ của họ mặc đồng phục làm việc lúc này nghe thấy mệnh lệnh của nữ cục trưởng hắn không thể không giấu được nụ cười nói cục trưởng đại nhân xinh đẹp tôi thấy cô nên xem cái này trước sẽ tốt hơn đấy hắn vừa nói vừa ném văn kiện trong tay cho nữ cảnh sát thái nhiên cũng không phải kẻ lỗ mãng nếu không tuổi trẻ như cô sao có thể được ngồi trên cái ngai vàng cục trưởng cục cảnh sát phía tây cho dù ô dù có lớn hơn nữa thì cũng chẳng thể được bởi vậy khi thấy thái độ bình thản ung dung của dương thần cô thấy có điều gì đó không bình thường cô cầm bức văn kiện lên có hơi nghi ngờ khẽ đưa mắt xem xét vài lần dần dần khuôn mặt kiều diễm của nữ anh hùng phủ một vẻ lạnh lùng. Cô hung hăng hất tên dâu rậm đang nằm dưới đất. Sau khi đưa mắt ra hiệu cho sĩ quan mặt đen, cô lạnh lùng hỏi Dương Thần, vị này tên là gì? Tôi họ Dương, tên Thần. Tôi là Thái Nhiên, Cục trưởng Cục Cảnh sát khu vực phía Tây. Tôi xin thay mặt cấp dưới xin lỗi anh về sự thất lễ vừa rồi. Nhưng anh đã đánh người thi hành công vụ, anh có quyền giữ yên lặng, cũng có quyền mời luật sư bảo chữa. Nếu trong tình huống không có ai nộp tiền bảo lãnh cho anh, ít nhất sau 48 tiếng chúng tôi mới có thể thả anh." Thái Nhiên nói xong, không đợi Dương Thần nói thêm gì, lập tức chỉ huy mấy viên cảnh sát đưa hai người đang hôn mê bất tỉnh ra ngoài, nhìn Dương Thần với vẻ mặt khó hiểu, rồi lại sập mạnh cánh cửa sắt. Dương Thần đờ đẫn nhìn một toán người đi vào rồi đi ra, mình lại vẫn bị nhốt trong đây, bất chợt cười khổ, "Mời luật sư ư? Gọi người nộp tiền bảo lãnh à?" ngay đến cái điện thoại di động mà mình cũng chẳng có, gọi ai đến chứ. Xem ra tha hồ mà ngồi trong phòng giam 48 tiếng rồi, bên ngoài phòng giam, thái nhiên nhìn Phùng Biêu toát mồ hôi hột, nhíu mày nói, đội trưởng Phùng, việc của anh đến khi bình xét cuối tháng tôi sẽ báo cáo chính xác, anh tự cầu phúc cho mình đi, nói xong cô mặc kệ Phùng Biêu mềm nhũn cả chân đứng đó, bước vào phòng làm việc, vào đến phòng làm việc thái nhiên cũng không nghỉ ngơi tuy mới vào nghề cảnh sát không được bao lâu nhưng khứu giác nhạy bén thường giúp cô phá được những vụ án lớn lần này cô cũng quan sát được một vài tình tiết không bình thường cô cảm nhận được một sự áp lực khó hiểu từ cậu trai trẻ tuổi tên dương thần kia nhưng hắn ta lại cười rất hiền lành vậy rốt cuộc là bản thân ta đang sợ hãi điều gì thái nhiên vốn là người cao ngạo cô thích cảm giác nắm bắt được tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay bởi vậy cô lập tức bắt đầu điều tra các tư liệu đang có trong tay tìm kiếm mọi hồ sơ vụ án có liên quan đến Dương Thần. Lý lịch của Dương Thần nhanh chóng bị Thái Nhiên tìm ra, không ngờ lại có quá ít tư liệu về Dương Thần. Thái Nhiên mới chỉ nhìn qua đã phát hiện ra bản lý lịch này có quá nhiều điểm kỳ quái. Năm tuổi, đi tản cư cùng cha mẹ, bị bọn buôn người bắt đưa ra nước ngoài, được một cặp vợ chồng tốt bụng nuôi dưỡng. 23 tuổi tốt nghiệp học vị thạc sĩ tại Đại học Harvard Hoa Kỳ, cùng năm đó trở về nước phần cuối bản lý lịch khá đơn giản và sơ sài này đột nhiên xuất hiện một bức ảnh dương thần chụp chung với cô giáo hiệu trường đại học harvard drew foster tại khuôn viên trường khu quần thể kiến trúc màu đỏ đặc trưng với huy hiệu trường nổi bật khuôn mặt dương thần lộ rõ vẻ trí thức cười rạng rỡ bên cạnh cô foster ảnh thuộc kho tư liệu của cục cảnh sát không thể nào là ảnh photoshop nhưng thái nhiên cảm thấy như chính mình đang bị chiêu tức tên thạc sĩ quái quỷ tốt nghiệp đại học Harvard kia có thể nào lại đi bán thịt dê xiên ở chợ không? Còn nữa, được một cặp vợ chồng tốt bụng nuôi dưỡng, vậy sau khi được nuôi dưỡng thì sao? Còn có quãng hơn 10 tuổi, sao liền nhảy cóc lên tốt nghiệp đại học luôn nhỉ? Nhưng thái nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại, kho tư liệu của cục cảnh sát đương nhiên không thể nào có người tự ý thay đổi lộn xộn. Mỗi bản tư liệu của một người đều được cục tự sắp xếp vào tư liệu của dương thần rõ ràng có vô khối lỗ hổng nực cười vậy cũng có cái lý của nó chứ sao cán bộ cao cấp cục cảnh sát lại có thể đưa một lý lịch như thế này vào cơ chứ thái viên nhanh chóng nghĩ đến hai khả năng một là thân phận của dương thần rất đặc biệt là một nhân viên cơ mật của nhà nước ví như nhân viên cục an ninh quốc gia hai là thân phận của dương thần cũng rất đặc biệt có điều là kiểu nhân vật đặc biệt mà nhà nước không cho phép người khác biết đến phiên nhanh chóng loại bỏ khả năng thứ nhất nếu như là nhân viên của cục an ninh thì tư liệu phải tỉ mỉ đến mức không thể bắt bẻ được mới đúng như thế mới không bị những nghi ngờ không tốt bởi vậy dương thần chỉ có thể thuộc loại đặc biệt thứ hai loại nhân vật mà các lãnh đạo cấp trên không muốn nói ra cũng không có yểm hộ đặc biệt nào chỉ là một cây da trống không được bày ra để che đầy không thể phủ nhận thái nhiên không chỉ là một quan chức của cục cảnh sát mà còn là một mỹ nữ cái nguy hiểm là ở chỗ cô là một cô gái vô cùng hiếu kỳ thái phiên tất nhiên rất quan tâm đến cái thân phận kỳ lạ này dường như chỉ trong chớp mắt trong lòng thái nghiên thân phận của dương thần vụt trở thành một tên đạo tặc cướp sông cướp biển một tên tội phạm quốc tế bị truy nã một tên buôn ma túy ở vùng tam giác vàng hay một nhà khoa học bị hoang tường có một điều có thể khẳng định là cục trưởng thái rất có hứng thú với dương thần chính vào lúc Thái Nhiên suy nghĩ nên làm thế nào điều tra ra thân phận của nhân vật khả nghi này thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mời vào, một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi da trắng cười nịnh nọt bước vào, trong lòng của mọi nhân viên cảnh sát ở đây. Cục trường của họ không chỉ là một đại mỹ nhân mà còn là nhân vật diệt tuyệt sư Thái. Anh ta báo cáo với giọng nhỏ nhẹ, cục trưởng luật sư Trương ở văn phòng luật sư Thành Đông muốn đến nộp tiền bảo lãnh cho phạm nhân tên là Dương Thần. Chương 8, Trà Hoa Cúc khi mang theo cái vẻ mặt ngơ ngác đi ra khỏi đồn cảnh sát dương thần không hiểu nổi tại sao lại có một vị luật sư hoàn toàn không hề quen biết nào đó đến bảo lãnh cho mình hơn nữa xem thái độ của cục cảnh sát thì ô dù của vị luật sư này có vẻ rất lớn tại cửa của cục cảnh sát luật sư trương mái tóc hoa dâm đeo kính gọng vàng đang trịnh trọng bắt tay thái nghiên rất cảm ơn sự phối hợp của cục trường chẳng trách trẻ như thế này mà cục trưởng đã có ghế trong cục cảnh sát khu vực quả nhiên là người đại nhân đại lượng Lúc này Thái Phiên vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo trang nghiêm, khuôn mặt lạnh như băng vẫn mỉm cười như cây máy. Luật sư Trương là cây đại thụ của giới luật sư khắp Trung Hải, chúng tôi là hậu bối, tất nhiên phải tiếp đãi trọng thị rồi. Mặc dù nói chuyện cùng luật sư Trương nhưng ánh mắt cô không thể tự chủ cư hướng về phía Dương Thần đang lắc lắc người ở bên cạnh. Thái Phiên không thể nào ngờ được là luật sư Trương sẽ đột ngột xuất hiện bảo lãnh cho Dương Thần mặc dù luật sư trương không nói ai là người đứng sau ông ta nhưng người có thể mời được vị luật sư danh tiếng này nhất định là một trong số các nhân vật có tiếng tăm ở thành phố trung hải một nhân vật như thế không ngờ lại lộ diện vì một tên bán thịt dê nướng ở chợ xem ra suy luận của ta tuyệt đối không sai thân phận của dương thần không hề bình thường ra khỏi đồn cảnh sát dương thần cười nhã nhặn nói với luật sư trương cái này cảm ơn luật sư giúp đỡ nếu không tôi còn phải ngồi trong nhà giam hai ngày nữa Ngài không biết chứ, tối nay tôi còn phải đến nhà một người bạn làm khách. Đầu thì đau, nhìn Dương Thần cười bối rối. Trong lòng luật sư Trương có chút hiếu kỳ, vốn không thể hiểu vì sao người đó lại nhờ mình đi bảo lãnh cho cậu thanh niên này. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy cậu ta, rõ ràng là có gì đó rất đặc biệt. dáng vẻ thản nhiên khi ở trong đồn cảnh sát, và cái ung dung khi đi từ trong đồn đi ra, lại cả cái tính cách hay đùa. Xem ra cậu thanh niên này có một khí chất phi phàm. Luật sư Trương chút bỏ thái độ khinh thường, cười ha ha bảo, "Cậu Dương không cần phải cảm ơn tôi, tôi chỉ là được người khác phó thác làm việc mà thôi, người đáng để cậu cảm ơn đang ở trước mặt ta kìa." Theo hướng tay chỉ của luật sư Trương, Dương Thần chợt nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ đang đỗ ở bãi đỗ xe bên kia đường. Vừa nhìn Dương Thần đã cảm thấy thật thú vị, chiếc xe kia là loại Bentley rất hiếm gặp ở trong nước, đại diện này của nước Anh mang cái vẻ thư thái hoàng gia ở hoa hạ giá xe này thấp nhất cũng phải đến hơn 4 triệu, có thể tùy ý lái chiếc xe này đi trên đường thì vài trăm triệu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi tạm biệt luật sư Trương, Dương Thần chậm chậm bước đến bên cạnh chiếc Bentley, khẽ ghé mắt nhìn người đang ngồi ở ghế lái, ánh mắt lại như bị dán chặt vào đó, khẽ cười nói, là cô sao, trên chiếc ghế bọc da đen bóng. Một cô tiểu thư thành phố xinh đẹp mặc chiếc váy liền trắng tinh đang ngồi tựa lưng, đầu ngẩng cao với mái tóc đen mượt được trải cẩn thận khuôn mặt kiều diễm đang đeo một chiếc kính dâm, màu kính đen che hết một nửa khuôn mặt trắng bóc, rõ ràng là một sự đối lập, khuôn mặt ấy lại mang một vẻ cao ngạo lạnh lùng, đẹp đến ngất ngây lòng, cửa xe mở ra, mỹ nhân cũng không nhìn thêm dương thần, lạnh lùng nói, lên xe, dương thần cũng chẳng hề khách sáo, cười hì hì ngồi vào ghế sau, ung dung xê dịch mông, lại điều chỉnh chỗ ngồi cho cao và rộng hơn một chút. Khuôn mặt lộ rõ vẻ thân thiết khi nhìn thấy người bạn cũ sáng sớm cô đã đi như thế tôi còn thắc mắc liệu có thể được gặp lại cô lần nữa không chẳng ngờ cô lại đến cục cảnh sát bảo lãnh cho tôi nhanh như vậy đây có thể coi là duyên phận không nhỉ mỹ nhân này lại chính là người con gái xa lạ mới ở cùng dương thần thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô gái lúc này trong đầu dương thần lại nhớ đến cảnh phong tình của hai người đêm đó hoàn toàn không giống như hai người lúc này bất giác có một chút suy nghĩ hài hước anh không nói không ai bảo anh câm đâu không nhiều lời với Dương Thần, cô gái nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng đi khỏi cục cảnh sát, khoảng hơn 10 phút sau thì dừng lại ở một quán cà phê ở quảng trường phía tây thành phố, đi qua đài phun nước lớn, Dương Thần bước bên cô gái câm lặng kia bước vào quán cà phê, dường như đã đặt trước phòng VIP, theo sự hướng dẫn của phục vụ, hai người đi tới một góc yên lặng ở tầng 2, xung quanh vài chậu cây xanh biếc, thật yên bình thanh tịnh. Cô Lâm và anh đây, hai người có muốn dùng gì không ạ? cậu bồi bàn lịch sự cười hỏi có vẻ như là khách quen cô gái họ lâm tháo cặp mắt kính xuống lộ rõ dung nhan làm bao chàng trai say đắm khẽ nói lam sơn có sữa không đường dương thần lật đi lật lại xem mấy tờ thực đơn cau mày nghĩ ngợi cười nhe răng nói à cho tôi một tách trà hoa cúc không nóng quá không cần loại tốt loại rẻ nhất ý nụ cười của cậu bồi bàn đông cứng lại cậu ta bối rối nói thưa anh Chỗ chúng tôi là quán cà phê, không có trà, không có trà hoa cúc. Thế thì cho một cốc nước lọc, nước lọc có phải tính tiền không?" Dương Thần buồn buồn hỏi. "À, nước thì có, nhưng thưa anh, có thật là anh muốn uống nước không ạ?" À? Cậu bồi bàn nhìn Dương Thần với vẻ quái dị. Cậu ta có lẽ không thể hiểu được người bạn đi cùng với cô gái xinh như nữ thần kia, lại là một vị khách chỉ gọi nước lọc. Cô gái lạnh lùng đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ đột nhiên nhìn Dương Thần nói với cậu bồi, cho anh ta một tách nê loại có vị đặc biệt. Vâng thưa cô Lâm, cậu bồi bàn giống như vừa được đại xá hốt hoảng lui ra ngoài, mặt dương thần trở nên thê thảm, nói, tôi nói này. Cô gái, cô họ Lâm phải không? Tôi không có tiền mà cô gọi cho tôi nê gì gì đó, mấy trăm một tách, tôi phải bán được cả mấy nghìn xiên thịt dê mới đủ ngần ấy. Tôi mời anh, cô gái nhíu đôi mi kẻ giọng nói có phần nhẫn nại đây không phải là chuyện cô mời hay không mời tôi đó là vì thu nhập của tôi không cho phép tôi uống loại cà phê thượng lưu như thế hơn nữa tôi có đủ chân đủ tay nam tử hán đại trượng phu có học thức sao lại có thể để một cô gái mời mình uống cà phê chứ cô nên biết dù tôi nghèo nhưng tôi là người đứng đắn không phải là kẻ côn đồ hãm hại lừa đảo nếu tôi muốn uống cà phê đương nhiên tôi phải tự kiếm tiền để uống nhưng thật ra tôi cũng chẳng thích gì uống cà phê là tôi mời anh không phải là anh muốn cô gái có chút khó chịu bản thân lại lùi thêm một bước mời có một tách cà phê thôi mà phí lời như thế đấy nhưng vẻ mặt dương thần lại hết sức khiêm tốn trịnh trọng nói cô lâm người xưa nói quân tử không ăn của bố thí đây là cô bố thí cho tôi cô coi thường thu nhập của tôi không sao xem thường địa vị xã hội của tôi cũng phải thôi tôi chỉ là một người bán thịt dê nướng nhưng cô không được phép làm nhục nhân cách của tôi, không được trả đạp lên lòng tự trọng của tôi. Đủ rồi, Lâm Đại Tiểu Thư đập dầm xuống mặt bàn, bộ ngực căng đầy phập phồng, anh nói xong chưa hả? Tôi không có thời gian dỗi nghe anh nói mấy lời vô dụng đó, cô vừa dứt lời. Dương thần vốn đang lải nhải bỗng im bặt, dường như biến thành một người khác, nét mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói, cô Lâm, như thế này mới đúng chứ, tuổi còn trẻ, cảm xúc nên phong phú một chút đừng có đóng khung nét mặt, tôi thấy vẻ tức giận của cô còn xinh đẹp hơn cái vẻ lạnh lùng đấy. Anh, không thèm dịu dàng, lâm đại mỹ nữ ngồi bịch xuống, đôi mắt long lanh xinh đẹp, chừng chừng nhìn dương thần, tôi không rảnh nghe anh nói linh tinh, bây giờ tôi có việc nên muốn tìm anh nói chuyện. chương 9, anh vô liêm sỉ, nói, chuyện gì, dương thần vừa nói, vừa đem một chân gác lên ghế ra, quăng dép cao su đi. Dùng một tay gãi chân thời tiết nóng như vậy dễ có chút ngứa. Dương thần đang suy nghĩ có nên đi mua lọ thuốc mỡ mạt mạt không, nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Nhược Khê vừa định mở miệng nói lại dừng một chút, theo bản năng che lại mũi ngọc bé nhỏ đáng yêu, nhăn mặt nói, anh có thể đừng làm những động tác ghê tởm như vậy không, Dương thần không để ý cười cười, hi hi, chân ngứa thì mình gãi, hoàn toàn chinh đáng, có gì ghê tởm cố chịu đựng làm khổ mình làm gì, Lâm Nhược Khê thề từ lúc cô sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy người không biết xấu hổ như vậy tuy rằng thông qua tìm hiểu ban đầu biết người này chẳng qua là người hàng rong bán thịt dê xiên nướng nhưng như thế thì sao chứ số phận của mình với việc của hắn thật đã không thể thay đổi việc tiếp theo đành phải đâm lao theo lao thôi dương thần từ từ dương thần lại lần nữa ngăn cản lời nói của lâm nhược khê lại làm sao vậy lâm nhược khê có chút tức giận trên khuôn mặt lạnh lùng có vài phần khí huyết dâng lên đỏ ửng, ừ. Dương Thần có chút ngượng ngùng nói: "Lâm tiểu thư, cô thấy đấy, cô biết tên của tôi, còn biết tôi bị cảnh sát bắt, rất rõ ràng, cô đã từng điều tra tôi, nhưng tôi đến cô tên gì cũng không biết, cô còn nói muốn nói chuyện với tôi, đây không phải có chút." Đang nói, còn Tham Lam nhìn Lâm Nhược Khê vài lần, liếm liếm môi. "Lâm Nhược Khê, nhược trong giống như khê trong khe suối, có thể nói chuyện chưa?" lâm nhược khê đột nhiên có chút hối hận về quyết định của mình người đàn ông trước mắt mặt đầy dâm đãng cùng người đàn ông thành thật mà mĩnh đã nghĩ căn bản là một trời một vực nhưng việc bản thân đã ra quyết định từ trước tới nay không hề có đường quay lại cho nên kiên trì lâm nhược khê vẫn dự định tiến hành đến cùng lâm nhược khê dương thần dường như hiểu được khẽ gọi mấy lần không tồi tên này rất xứng với cô bố tôi đặt cho tôi nhưng đó không phải là trọng điểm tôi bây giờ cần anh làm một chuyện lâm nhược khê cảm thấy tên mình được đọc ra từ miệng tên vô lại này đều tỏ ra ghê tởm dương thần đề phòng nhìn lâm nhược khê cái này lâm tiểu thư cô chắc sẽ không bảo tôi hoàn lại khoản nợ ân tình cô bảo lãnh tôi chứ tiền thì tôi không có chỉ có mỗi mạng mục nát này nhìn thấy dương thần không ngờ tỏ ra bộ dạng khổ sở đáng thương lâm nhược khê chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn chẳng muốn nhìn thêm một cái quay đầu nói lấy tôi cái gì lấy tôi sắc mặt lâm nhược khê đỏ hồng lặp lại một lần thanh âm nhỏ giống như tiếng mũi bay đêm dương thần vẫn nghi ngờ mình nghe nhầm cẩn thận đem lỗ tay lên phía trước ngượng gạo hỏi lại lâm tiểu thư cô nói rõ chút tôi tại sao lại cảm thấy tôi có chút ảo giác anh không ảo giác lâm nhược khê dường như đã hạ quyết tâm khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm tôi nói muốn anh cưới tôi lập tức kết hôn sau khi từng chữ từng chữ chui vào trong tay dương thần dương thần không thể không thừa nhận mình không ảo giác cười khổ nói lâm tiểu thư cô cũng quá quá qua loa rồi không thể vì lên giường cùng tôi một lần cô liền nói muốn kết hôn với tôi hôn nhân đại sự chuyện đó liên quan đến cả một đời người tôi thấy cô cần thận trọng suy xét không thể nhất thời kích động lần này dương thần không nói đùa với cô mà là nghiêm túc nhìn lâm nhược khê hy vọng cô có thể hiểu được lâm nhược khê lại trực tiếp lắc đầu tôi không phải trẻ con tôi hiểu tôi đang làm cái gì tuổi tôi không nhỏ nên kết hôn rồi chẳng qua vẫn không chọn được người thích hợp đương nhiên anh không nên cho rằng anh chính là người thích hợp bởi vì một số nguyên nhân đã xảy ra việc đêm qua nói đến đây khuôn mặt xinh đẹp của lâm nhược khê không tự chủ được đỏ lên nhưng lập tức nói tiếp tôi có thể rất rõ ràng nói cho anh biết tôi là người phụ nữ rất bảo thủ cùng với việc bị ép kết hôn với người đàn ông không quen lại đáng ghét khác còn không bằng chọn anh. Ít nhất tôi đã cho anh lần đầu tiên của tôi. Dương thần trầm ngâm một lát, khóe miệng cười lạnh nói, Lâm Tiểu Thư, tôi hiểu ý của cô hôn nhân cô muốn chỉ là một loại bầy trí, mà làm diễn viên nam phối hợp với cô. Tôi so với những người được đề cử khác, rõ ràng là cô cảm thấy dễ không chế nhất đúng không? Lâm Nhược Khê bị nói đúng tâm sự, khó tránh có chút không tự nhiên, nhưng cũng không phủ nhân gật gật đầu. Dương thần, tôi có thể bảo đảm, nếu anh phối hợp với tôi, sau 3 năm, nhiều nhất 3 năm, đợi sự nghiệp của tôi hoàn toàn ổn định rồi. Chúng ta liền phân chia tài sản, không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì. Hơn nữa, tôi sẽ cho anh một khoản thù lao lớn, lớn hơn so với anh bán thịt dê xiên cả đời rất nhiều. Lâm Tiểu Thư, sắc mặt dương thần đã lạnh ngắt, cân nhắc cười nói. Dường như cô không rõ một việc, tôi tuy rằng nghèo, chỉ là người bán thịt dê xiên nhưng không có nghĩa tôi sẽ vì tiền mà cùng một phụ nữ không có chút tình cảm làm vợ chồng cho dù là giả cô có thể nói tôi dối trá ngu xuẩn tự cho mình đúng nhưng con người tôi tính cách không đặc biệt chính là khá bướng bỉnh tôi có nguyên tắc của tôi trong từ điển của tôi không có từ kết hôn giả này anh lâm nhược khê quả thật không nghĩ đến một người đàn ông thối bán thịt dê xiên đê tiện không thể đê tiện hơn trong mắt mình sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình cho dù là vợ chồng giả hắn lẽ nào không biết cả thành phố trung hải có biết bao nhiêu công tử muốn tiếp cận mình đều bị loại ra ngoài dương thần vẫn không dừng tiếp tục nói nếu như cô thật sự là người phụ nữ bảo thủ không thể tiếp nhận trinh tiết của mình bị một người không yêu cướp đi tôi thông cảm với cô tôi cũng vì vậy cảm thấy có lỗi và áy này nếu cô đồng ý tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi cô đến khi cô có thể thật lòng thích tôi như vậy chúng ta hãy kết hôn tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận về phần tôi sẽ yêu cô thật lòng không cô không cần nghi ngờ tôi nghĩ là một người đàn ông bình thường đều sẽ không nghi ngờ sự hấp dẫn của cô nhưng cô muốn tôi chỉ vì sự nghiệp của cô làm chồng để che chắn cho cô ba năm tôi dương thần sẽ không tiếp nhận hừ theo đuổi tôi anh dựa vào cái gì theo đuổi tôi thịt dê xiên của anh sao lâm nhược khê thật sự phẫn nộ tính tự đại của người đàn ông này khiến cô không hiểu ra sao cả từ bé đến lớn, không có người đàn ông nào cự tuyệt bất kỳ yêu cầu vô lý nào của cô. Nhưng không ngờ, hiện nay có người đàn ông giống như con kiến cự tuyệt cùng cô kết hôn. Dương thần dường như lại trở về bộ dạng vô lại kia. Cười ha hả nói, cô thấy đấy, tôi đẹp trai như thế này, có tính đàn ông như thế này. Thịt dê xiên nướng lại ngon, cuộc sống đấy, gian khổ mộc mạc, có ưu điểm của người đàn ông tốt truyền thống. Quan trọng là, tôi đối xử với phụ nữ rất không tồi nếu là đối xử với vợ mình, vậy tốt rồi. Đủ rồi, Lâm Nhược Khê sợ lại tiếp tục nghe mình sẽ nóng nảy hơn, 100 triệu mua 3 năm của anh, đây không phải vấn đề tiền bạc, 2 năm 100 triệu, Lâm Nhược Khê hạ thấp yêu cầu, thở phì phì nói, xương thần như trước lắc đầu. Cho dù 10 tỷ cũng không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Anh tin tôi có thể khiến anh từ cục cảnh sát ra ngoài, còn có thể khiến anh vào nhà giam sống cả đời không? Hốc mắt Lâm Nhược Khê hồng hồng trong lòng tủy thân, oán hận nói, dương thần cười ha ha, dựa vào cái gì? Lẽ nào Lâm Tiểu Thư muốn nói cho bên cảnh sát biết, tối qua tôi cưỡng bức làm cô như thế nào sao? Nhưng tôi nhớ rõ ràng Lâm Tiểu Thư chủ động muốn rất nhiều lần chứ. Anh, tôi, tôi, anh, hàm răng nõn nà của Lâm Nhược Khê đang cắn đôi môi mỏng manh hồng hào, nước mắt tủi thân đau khổ đột nhiên không kìm được từ trong mắt trào ra. Dương thần, anh vô liêm sỉ, chương 10, vết nhơ của con người, nếu là hơn nửa năm trước, có một người phụ nữ khóc trước mặt Dương Thần, Dương Thần chỉ coi như cô ta bị đạn khói của kẻ thù kích thích, cũng hoặc là cố ý diễn trò khiến mình lơ là cảnh giác, hoặc có lẽ là giả bộ khổ sở đáng thương để quyến rũ mình. Nhưng hôm nay, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt với mình có duyên một đêm, hiển nhiên là thật sự bị lời nói của mình đã kích khóc rồi, không tự chủ được. Dương thần cảm thấy áy náy trong lòng tuy rằng cảm thấy rất nhiều lời không nói sai, nhưng đối với một người phụ nữ hiện đại đã giữ gìn trinh tiết hơn 20 năm mà nói, đây quả thật có chút tàn khốc. Được rồi, đừng khóc nữa. Xin lỗi, cô vẫn không được sao. Dương thần có chút bực bội sờ soạng trong túi áo, nhưng trống rỗng, mới nghĩ ra mình gần đây muốn cai thuốc nên không mua thuốc lá mang trên người. Khuôn mặt thanh tú mưa dập hoa lê của Lâm Nhược Khê khiến người ta vô cùng thương tiếc, nhưng người phụ nữ này cũng rất quật cường sau khi khóc ra hai hàng nước mắt rút tờ khăn giấy lau đi liền cố gắng nhịn xuống chỉ là dùng đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn dương thần nói tôi hỏi lại anh một lần nữa anh có lấy tôi không tôi nói lâm tiểu thư thời buổi này làm sao còn có việc người đẹp cố chấp lôi kéo đàn ông làm chồng chứ tôi nói rất rõ ràng tôi sẽ không cùng cô chơi loại trò chơi nhàm chán ba năm này dương thần thở dài đứng dậy định rời đi lần này lâm nhược khê không nói thêm gì chỉ là trong mắt toát ra vẻ sầu thảm vẻ mặt chết lặng đồng thời đứng lên hướng về phía ban công lầu hai quán cà phê ban công quán cà phê khá thoáng đãng đặt vài cái bàn nhỏ tinh xảo có ô che nắng trên ban công bày các loại bồn cây cảnh có vẻ rất dễ chịu dương thần nhìn thấy cảnh tượng này đồng từ co rút lại thở hổn hển nói lâm tiểu thư cô sẽ không vì tôi không đồng ý kết hôn với cô cô liền muốn đi ban công nhảy lầu lâm nhược khê dường như không nghe thấy không nói gì, tiếp tục hướng về phía ban công đi, Lâm Nhược Khê liền chậm rãi đến gần bên cạnh ban công như vậy, sau khi tiện tay kéo một cái ghế, trèo lên ghế, dựa vào hàng rào bảo vệ của tường vây, Dương Thần do dự, cô bé này tính tình sẽ không thật sự mãnh liệt như vậy chứ? Phải biết từ ban công này nhảy xuống, rơi trên bàn đá ở dưới này, không chết cũng tàn phế, tuy nhiên, hành động của Lâm Nhược Khê lập tức nói cho Dương Thần quyết tâm của cô đáng sợ cỡ nào hờ hững lâm nhược khê quay đầu nhìn dương thần một cái trong mắt cô tràn đầy tuyệt vọng chán ghét và sự chua sót dường như toàn bộ linh hồn trong thể xác của thân hình tuyệt mỹ này chuẩn bị chịu giày vò như nhau ý đồ giải thoát bốn mắt nhìn nhau dương thần cảm thấy tim mình co giật hắn quá quen thuộc loại ánh mắt này ánh mắt như thế này cũng quá giống một hình ảnh ở sâu trong não hắn không thể xóa nhòa chính là hình ảnh đó khiến hắn hơn nửa năm trước đấu tranh thoát khỏi máu tanh gông xiềng mười mấy năm ở nước ngoài đó quay về tổ quốc mình sinh ra nhưng hôm nay từ trong mắt của lâm nhược khê dương thần lại nhớ đến quá nhiều thứ muốn quên đi nhưng không thể quên được dương thần trong nháy mắt mất phương hướng lâm nhược khê nhìn thấy dương thần đứng ngây ra như phỗng đứng nguyên chỗ cũ dường như chẳng hề có bao nhiêu biểu hiện trong lòng đau khổ cho dù mình nhảy lâu, người đàn ông đó cũng thở ơ lại nghĩ đến nỗi đau mình thất thân trong tay hắn, những vướng mắc áp lực trong các mặt trong gia đình, trong công việc, trong cuộc sống, Lâm Nhược Khê cảm thấy mình thật sự sụp đổ, tiếp tục sống còn có nghĩa gì? Chết là xong hết mọi chuyện, đúng lúc này, người thanh niên bồi bàn trẻ chuẩn bị xong cà phê đang bưng khay lên lầu đi đến cửa cầu thang, lọt vào tầm mắt, chính là bóng hình xinh đẹp của Lâm Nhược Khê chuẩn bị nhảy lầu. Lâm, Lâm tiểu thư cô đây là đang làm gì? Nguy hiểm đó giọng nói của nam bồi bàn vừa dứt một bóng người mạnh mẽ chạy ngang qua trước mắt anh ta mang đến một thước phim cuối nhanh như hiệu ứng phim đặc biệt lâm nhược khê đang ngấn nước mắt trong phút chốc đứng lầu một đôi tay mạnh mẽ mà có lực bỗng nhiên ôm chặt vòng eo nhỏ xinh của mình ngăn cản hành động nhảy lầu của mình tất cả xảy ra trong chớp mắt người bồi bàn nam ở cửa cầu thang căn bản không nhìn rõ xảy ra chuyện gì liền nhìn thấy trên ban công người đàn ông quần áo cầu thả kia đang ôm eo người đẹp, hai người yên lặng, không nhúc nhích yên lặng đứng ở ban công, ánh mặt trời chiếu trên cây cối màu xanh trên ban công, màu xanh nhạt của lá cây phản chiếu lên đôi nam nữ trẻ này, không khí có vẻ vui vẻ hòa thuận mà khiến cho người ta liên tưởng đến sự mờ ám. Đồng thời nam bồi bàn thở phào nhẹ nhõm, âm thầm hâm mộ người đàn ông này không ngờ có thể cùng Lâm Nhược Khê một đại mỹ nhân như thế này có loại quan hệ này, sau khi lặng lẽ đem cà phê đặt lên bàn, liền lui xuống lầu. Lâm Nhược Khê cảm thấy mình trong nháy mắt từ địa ngục quay về thiên đường. Cô không biết Dương Thần làm thế nào trong nháy mắt đã di chuyển đến sau lưng mình. Cô đã không còn tâm trạng đi suy nghĩ việc này. Cô chỉ cảm nhận được một đôi khuỷu tay hừng hực đang gắt gao ôm chặt vòng eo của mình. Chặt đến nỗi có chút đau mà người đàn ông thở phì phì, đang chậm rãi thở ra trên tấm lưng ngọc ngà mẫn cảm của mình. Buông tôi ra, bây giờ anh ngăn cản tôi, tôi sau đó vẫn sẽ đi chết. Khuôn mặt Lâm Nhược Khê đỏ bừng, như trước quật cường nói, dương thần hít sâu một hơi, dường như hưởng thụ hít lấy mùi thơm cơ thể trên người lâm nhược khê tỏa ra mê người, hương thơm trên người cô có mùi hoa nhài dịu nhẹ, dương thần đã ngửi qua quá nhiều nước hoa cao cấp, cảm thấy loại nước hoa này hơn hết thầy, lâm nhược khê, tôi thua rồi, tôi lấy cô, dương thần nhẹ giọng thở dài nói, lâm nhược khê thân thể mềm mại hoàn toàn chấn động, tiếp đến im lặng. Mình thắng rồi sao, nhưng vì sao, một chút vui thích cũng không có đúng rồi đây chẳng qua là một người đàn ông làm bia đỡ đạn hắn còn nhân lúc mình không tỉnh táo cướp mất trinh tiết của mình mình hận hắn làm sao có thể yêu hắn không yêu hắn làm sao có thể vui mừng cùng hắn kết hôn chứ cùng lúc đó không ít người qua đường trên quảng trường đều nhìn thấy đôi nam nữ này trên ban công không ít người hứng thú chỉ chỉ cho cho ông xã anh nói họ đang làm gì vậy cô gái nào đó kéo tay một người đàn ông hỏi nhìn không ra, bắt trước Titanic đây, thật là có hứng mà, Lâm Nhược Khê trên ban công chịu không nổi ánh mắt soi mói dưới lầu kia, cuối cùng ý thức được động tác cực mở ám của hai người, hốt hoảng nhảy xuống ghế, thoát khỏi sự ôm ấp của Dương Thần, đi vào trong quán cà phê, đợi cho hai người ngồi xuống ghế, sự việc đã có kết quả, chẳng qua hai người đều yên lặng, mỗi người uống cà phê của mình, thật lâu sau, Lâm Nhược Khê đặt cốc cà phê xuống từ trong túi LV sành điệu của mình rút ra hai tờ giấy, một cái bút máy, đưa cho Dương Thần một tờ. Đây là gì? Dương Thần từ trong suy nghĩ xa xôi lấy lại tinh thần, mê muội hỏi, thỏa thuận, thỏa thuận kết hôn, Lâm Nhược Khê lại lần nữa làm quá mức, không nhìn thêm Dương Thần, quay lại gương mặt lạnh lùng ban đầu, Dương Thần mỉm cười. Cầm lấy bút máy nhìn cũng không thèm nhìn hướng đến chỗ ký tên viết tên của mình. Anh không xem viết cái gì đã ký tên, Lâm Nhược Khê nhíu mày nói, Dương Thần lắc đầu cười, không cần nhìn cũng biết, đơn giản là không được vào phòng của cô, không được động vào cô, không can thiệp sinh hoạt cá nhân của nhau. Trước mặt người ngoài phải làm hết phận sự làm tốt vai diễn, sau ba năm trả tôi thù lao đúng không, Lâm Nhược Khê nhếch miệng, lẩm bẩm nói, tương đối, dù sao anh cũng ký rồi, về sau phải tuân thủ, hì hì, tuy nhiên tiểu Nhược Khê, nếu như cô chủ động muốn cùng tôi cái đó, tôi làm thế nào? Dương thần cợt nhà hỏi. Anh, gâm nhược khê tức mặt đỏ bừng bừng. Vết nhơ của con người đó có một lần là đủ rồi. Vết nhơ của con người. Một nửa số người trên thế giới mỗi ngày đều làm việc đó. Trong cách nhìn của cô là vết nhơ của con người. Dương thần không thể không cười. Một ngụm lớn uống hết cà phê. Vỗ vỗ mông đứng dậy. Tốt lắm. Chút nữa tôi còn đến nhà bạn ăn cơm. Việc đăng ký để ngày mai. Từ từ. Tôi liên lạc với anh như thế nào? Số điện thoại của anh lâm nhược khê bất mãn nói dương thần gãi gãi đầu ngượng ngùng nói cô không phải từng điều tra tôi sao tôi không có điện thoại mua rồi còn phải trả phí điện thoại không có tiền ngày mai cô đến nhà tôi tìm tôi đứng dưới đường gọi là được nói xong liền rời đi này còn chuyện gì dương thần quay đầu lại anh không cho anh gọi tôi như thế bản thân lâm nhược khê cũng ngượng ngùng nói cách xưng hô đó quá buồn nôn dương thần giật mình ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói tuân mệnh bà xã đại nhân lâm nhược khê trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng sau này mình làm thế nào cùng tên vô lại như thế này ở chung